Khát vọng mùa vàng tuần này sẽ giới thiệu đến quý khán giả câu chuyện về nghị lực, về bản lĩnh của người nông dân trẻ Nguyễn Văn Nhị. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền núi tỉnh Quảng Bình và gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Nhị đã luôn ấp ủ mong muốn phải làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Nghĩ là làm, sau khi tình cờ biết được mô hình nuôi gà ri hữu cơ, anh Nhị đã mạnh dạn đầu tư và cuối cùng đã đạt được những thành công nhất định. Và để có được những thành công như hiện tại, anh Nhị đã phải trải qua rất nhiều thử thách, thậm chí cả thất bại. Vậy thì những thử thách đó là gì và bí quyết nào để anh Nhị có thể vượt qua và thành công được như hôm nay? Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Khát vọng mùa vàng để cùng lắng nghe những chia sẻ về cuộc đời và quá trình khởi nghiệp với mô hình nuôi gà hữu cơ của anh Nguyễn Văn Nhị. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19:15 thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.